Thưa quý vị, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường đang là xu hướng chung và tất yếu. Đi cùng với xu thế này, tiểu mục Môi trường Xanh ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến gặp gỡ anh Lê Văn Tám, chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Hồng, người đã cho ra mắt ống hút làm bằng rau củ quả sau 2 năm nghiên cứu. Đây là hệ thống máy làm ống hút tinh bột của Hợp tác xã Sông Hồng. Bề ngoài thiết bị được thiết kế tương tự chiếc máy làm miến và làm nuôi thông thường. Mỗi ngày hệ thống sản xuất 50.000 ống hút để cung cấp ra thị trường. Tôi phải cũng vừa mày mò, vừa chế tạo ra máy móc từ cái máy mà làm nuôi và làm miến. Chúng tôi là đã sản xuất ra gần như là khép kín. Có cũng được cấp cái giấy chứng nhận là nguồn nước, rồi nguồn bột, rồi máy móc đầy đủ hết về an toàn. Để có những chiếc ống hút đều, đẹp, đáp ứng nhu cầu thị trường, anh Tám cho biết đã mất tới 2 năm để chế tạo, hệ thống máy gần như không cần tới sự can thiệp của con người. Bắt đầu làm quen với máy móc thì là nó rất khó khăn, phải học từ từ dần dần, thì đến lúc mà mình quen rồi các thao tác thì cảm thấy là nó được máy móc hỗ trợ ấy, thì cảm thấy nó nhanh hơn, nó giúp mình nhiều, tiết kiệm được thời gian. Nói chung là công sức con người thì nó hỗ trợ mình nhiều, mà ví dụ như mình bình thường làm thủ công thì nó sẽ chậm, nhưng có máy móc vào thì nó sẽ nhanh hơn. Để tạo ra các loại ống hút có chất lượng đồng đều, anh Tám đã nghiên cứu thử nghiệm hàng trăm lần để có thể chuẩn hóa các công đoạn trong dây chuyền sản xuất. Trong đó, công đoạn tạo tinh bột nano từ các sản phẩm rau củ quả kết hợp với tinh bột củ ngũ cốc là khó khăn nhất. Chỉ cần sai công thức hoặc một sơ sót nhỏ sẽ phá hỏng cấu trúc của ống hút, toàn bộ lô thành phẩm sẽ dễ bị nứt, vỡ ngay từ đầu. Toàn bộ cái hệ thống này từ bắt đầu từ cái cũng phải thiết kế từ cái máy trộn bột này. Trộn làm sao để cho đột bột nó tơi mà. Nhưng mà nó tơi nó lại không phải không được vữa kia. Đấy, không được vữa xong rồi bắt đầu phải làm sao mà để cho bột nó có độ gắn kết. Ống của tôi ngâm nó không bị vữa mà không bị trắng bột ra, mà cấu trúc hình nó vẫn còn nguyên. Hệ thống máy làm ống hút danh Tám nghiên cứu chế tạo có thể hoạt động với nhiều nguyên liệu khác nhau, từ hạt ngũ cốc, tinh bột, tạo ra sản phẩm với đủ màu sắc tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Mỗi chiếc ống hút được sản xuất ra có giá thành chưa tới 400 đồng, thời hạn bảo quản lên tới 2 năm kể từ ngày sản xuất, dễ dàng phân hủy nên không gây hại cho môi trường. Đặc biệt, ống hút có thể đảm bảo cấu trúc trong vòng 2 tiếng ở môi trường nóng lạnh. Sản phẩm chỉ tan ra khi ngâm liên tục trong nước sau 24 giờ. Ngoài công dụng chính dùng để uống nước, loại ống hút này có thể đem ra xào, luộc, nhúng lẩu, thậm chí là rán thành các loại snack để tạo ra những món ăn giàu dinh dưỡng và lạ miệng. Tới đây là tôi cũng muốn là không riêng ống hút nữa, mà tôi muốn thiết kế các cái cốc mà người ta dùng hàng một lần, nhưng mà tôi thiết kế cái cốc là vừa hút vừa ăn, và cái dĩa nữa, và cái thìa ăn sữa chua nữa. Sản phẩm ống hút tinh bột rau củ quả của Hợp tác xã Sông Hồng đã nhận được sự quan tâm đặt hàng của rất nhiều đơn vị trong nước và quốc tế. Qua đó, đưa ống hút rau củ vào các chuỗi siêu thị, sân bay, các công ty lữ hành và các đơn vị kinh doanh vận tải.